Chào các anh em đang xem kênh miền Tây Sola Lai ha Bữa nay là tối ngày thứ 6 Ngày 18 tháng 2 2020 2018 tháng 2 2022 anh em Thì mình giới thiệu anh em cái GD um, GD 8800L uh, 100W Chống nước IP67 ha Đây là hàng GD loại 1 uh, chính hãng nha anh em GD loại 1 hàng cực kỳ là xịn sò nha Đó thì um, uh, Cái GD này Nó um, ít có xuất hiện trên kênh mình do một khoảng thời gian dài mình chưa có lấy về bán. Và lúc này mình có hàng ha, cho nên mình quay lại mình quảng cáo lại cho anh em biết về cái JD8800L. Cái này lúc trước mình có về ba bốn thùng gì đó và anh em ủng hộ cũng rất là nhanh luôn, nó cũng hết hàng rất là lâu rồi. Và mình mới có hàng mới nè anh em. Bữa nay quay lại giới thiệu cho anh em ha. còn hàng cũ hết rồi thì nói chung là cái này bán lẻ lắm mọi người. À, cái GD mà 60W, 100W, 200W, 300W là bán cực kỳ nhanh nha anh em. Đó thì mình nói lại về cấu hình GD 100W cho mọi người nghe. Thứ nhất là nó sử dụng 255 của SMD5730. 255 ha. 255 của SMD5730 mình quay gần cho anh em xem. 255 của SMD5730 ha. Đó, cái chá thì vẫn sâu và kiểu của ha. Mặt kính thì trong suốt. Đó, nhôm nguyên khối nha anh em, nhôm nguyên khối. Đấy ở ngoài sau có chữ ZD chính hãng nè ZD nè anh em đấy nhôm nguyên khối nha anh em rất là chắc chắn rất là dày và nặng lắm nha cái đèn rất là nặng to lớn nha đó um, mình nhắc lại là 255 của SMD 5730 cái thứ hai nữa là bộ pin lưu trữ là 25 bây giờ nha pin lưu trữ là 25 bây giờ còn tấm pin sạc này tấm pin sạc đang nằm đó anh em là tấm pin sạc 35W nha tấm pin sạc 35W pin lưu trữ 25 bây và 255 của SMD 5730 cấu tạo bằng nhôm nguyên khối nha mọi người. Cổng dây sạc rất là chất lượng, nhìn rất là, nói chung là hàng loại một thì rất là xịn mọi người. Đó thì à, à, anh em nào mà thích thì à, à, nhắn cho mình ha. JD à, 100w đó, à, thì à, trong các dòng cd thì cd à, 100w thì chỉ có cái này thôi anh em. Cho nên là không có sợ nhầm lẫn, lẫn lộn đâu hết ha. Cd 8800 là, đó thì à, thùng hộp, này. À, mình mới khui trong thùng ra cho nên là mới tin nha anh em. Hàng cũng mới về thôi. À, anh em nào đam mê thì cứ liên hệ nha à, giá của em nó là 1 triệu 050.000 1 triệu 050.000 hay vô cùng đẳng cấp nha anh em mình nói lại cái kích uh, thước đèn nè kích thước là 2 tất 9 x 3 tất 3 có nghĩa là cái chiều ngang này là 2 tất 9 à Còn chiều rộng này là 3 tất 3 nha Còn kích thước tấm pin cái tấm pin đó là 5 tất 8 x 3 tất 6 bề ngang là 3 tất 6 chiều dài là 5 tất 8 nha nhiều anh em cứ hỏi mình là đèn lớn hay nhỏ lớn hay nhỏ không à thì mình nói cái thông số đó mọi người cái thông số đó anh em dễ ra đất thì anh em sẽ biết cái đèn lớn hay nhỏ ha cái đèn này cầm một tay là quặn cái tay luôn anh em rất là nặng nha tấm pin thì rất là to luôn hàng cd chính hãng là một nha anh em giá của em nó là một triệu không trăm năm triệu ngàn vô cùng đẳng cấp nha mọi người còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình uh, test ánh sáng cho mọi người xem đó thì um, bữa nay có mình mình vừa quay vừa cầm đèn ánh sáng cho nên anh em thông cảm nha bây giờ mình sẽ tiến hành uh, bắt cái đèn lên nè bắt cái đèn lên đó rất là sáng luôn nha Hàng GD đó là sáng mình đi ra chỗ tối để test ánh sáng cho anh em xem nha Đấy, Đấy GD 100W nha mọi người à, 8800L nha Đấy giá của em nó là 1 triệu 050 ngàn Để mình di chuyển ra chỗ phù hợp hơn Nên anh em theo dõi ánh sáng nha Đây nè anh em Đấy GD 100W nha à, Ánh sáng cực kỳ là ok ha Thì trước đây anh em đã đam mê cái GD 60W Mua rất là nhiều luôn Thì cái 100W nó sáng hơn 60W đó em sáng nhiều á, sáng hơn nhiều. này, đây, à, cd một trăm nha. tầm giá chỉ có một triệu không trăm năm chục ngàn thôi mọi người. À, khi mua hàng ấy, thì mình sẽ không bao ship anh em nha. anh em trả tiền ship, cái này ship khoảng sáu chục ngàn nữa đó. đó và anh em nhớ là à, giúp mình là đừng có trả giá nha. tại vì hàng mình bán giá rất là ok rồi, anh em đừng trả giá nữa nha anh em. và anh em đừng có kêu mình bao ship nha, bao ship là mình lỗ luôn á. À, bao ship là quê chứ không phải lỗ, bao ship cái là quê vốn liền. bán quê bán gì anh em? đó cho nên anh em trả tiền ship giúp mình ha đèn rất là sáng nha mọi người đó, mình quay cho anh em thấy nè dù như mình treo trong nhà như thế này đi anh em treo trong nhà như thế này nè đó rất là sáng không anh em thấy không hàng rất là ok nha hàng gd nha Đấy, mỗi tay lắm nha anh em hàng này nặng lắm gd một trăm w thì uh, mình bán mk 200 w với giá là một triệu mốt còn uh, gd một trăm w mà giá là một triệu không trăm năm có nhiều anh em hỏi là cái 200 w sao nó bằng giá với lại uh, à, cái 100W vậy nó mắc hơn có 50 ngàn vậy thì à, đây là hai hãng đèn khác nhau nha anh em đó mình nói vậy thì anh em hiểu liền đây là hai hãng đèn khác nhau nha à, mua đèn à, mặt trời thì không phải tính bằng quát được nha anh em à, đèn mặt trời không thể nào tính bằng quát được nha mà tính bằng cái chất lượng và cái cấu hình cao của nó chứ còn mà trên thị trường có nhiều cái đóng 3 400 w mà có 3 400 ngàn ha anh em đó nói chung là đèn trên thị trường có rất là nhiều ha và nó rất là ma nha anh em những cái đèn nhỏ 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 mà nó đóng 4 500 w luôn á và giá có mấy trăm ngàn à. đó thì anh em mua đèn đừng có căn cứ vào watt nha anh em mà căn cứ vào cái chất lượng của đèn nha và cái hãng đèn nha đó này JD 100 watt nặng rất là nặng luôn nha anh em đó, cực kỳ chất lượng ha hôm mình đem vô đó độ sáng vậy thì anh em biết là nó phê rồi phải không ok trong tầm giá à, một triệu bạc thì cái này quá ok rồi hàng cd thì mình thấy cái nào nó cũng hợp lý hết nha mọi người đó, đó rất là đẳng cấp luôn ha à, mình à, đi Vô cho anh em Vô à, nhà ha à, bây giờ à, mình nó đỏ sáng của nó nè thấy không Đấy. tắt ha Đấy. đó Đã thì mình nhắc lại là mình đang bán cái CD 100W này với giá là 1 triệu 050 ngàn đó, anh em trả tiền ship nha tiền ship khoảng 60 000 nữa nhôm nguyên khói nha mọi người dùng nguyên khói rất là dày dặn ha tấm kính rất là trong suốt nè chá rất là sâu chá sáng và sâu ha năm mức hiện thị sạc 1 2 3 4 5 nè à, cái mắt nhận remote nè à, cái um, cái logo của cái uh, tên của công ty cũng như là các cái chữ này được uh, khắc rất là là, là, là đẹp nha đó. À, rất rất là tinh xảo ha? hàng di đang nha mọi người tấm pin nè anh em chuẩn chỉ không mặt sau của tấm pin nè mặt sau của tấm pin nè anh em tấm pin 35 w nha à, mới thùng ra cho nên là nó chưa dính bụi chưa dính cái cái, cái dân tay luôn anh em rồi tới đây thì mình uh, uh, chắc kết thúc video hẹn gặp anh em ở những video sau xem kênh miền Tây Solar nhớ cho mình đăng ký kênh nha anh em anh em nào đam mê những cái đèn JD uh, tất cả các loại đèn GD mình đang có đây nè anh em à, kể cả cái GD 100W mình mới quảng cáo nè thì liên hệ Zalo 076 687 và tất cả những hàng cái đèn GD mình đang để đây nè mọi người rất là nhiều ha và ở trên kia nữa nói chung là mình để hai ba chỗ luôn. rất là nhiều luôn ha ở à, GD 80 nè à, gương cầu lòi gương cầu lòi 200 gương cầu lòi 120 gương cầu lòi 300 mình còn hết nha anh em GD 500 uh, GD uh, 60 rồi dưới đây 200 200 loại 200 thường 200 pha rồi 300 rồi ha Nói chung là hàng còn hết nha mọi người Anh em cứ liên hệ mình nha Đó, Bao giá thị trường anh em giá cực kỳ tốt luôn nha Mình cố gắng giữ cái giá thì là tốt bán cho mọi người nha Đấy, Anh em nào đam mê nhớ liên hệ qua Zalo nha anh em Đừng có nhắn qua Facebook của Youtube nha Facebook với Youtube là người ta không có trả lời được nha Mua hàng thì thì nhắn qua Zalo 076 687 4311 Chào anh em hẹn gặp anh em ở những cái đèn À, tiếp theo nhé